Ai chứ đứa đấy, nhìn cái mắt nó mới giận. Giọng đi. Thôi thôi, bà đây nói chuyện nó chuyện lên. Muốn làm gì làm. Lên đây. Bực bội. Chồng con, cứ thấy con cái là sợ, thấy con cái là sợ, tôi không hiểu được tâm luôn. Ôi. Ủa, con đi đâu mà giờ mới về? Về sớm vậy con? Đi uống cà phê với mấy con ghẹ được không? Ủa, con ghẹ nào mà sao má không biết à? Mấy con cà chớn xà bát không mà má biết làm gì? Trời đất ơi, vậy chứ con dẫn nó đi đâu? Thì đi vòng chơi. Ấy lắm thì đưa vô phòng trọ, ở đây phòng trọ thiếu gì? Trời ơi con ơi, cái đó không nên đâu con. Sao mà không nên? Con dẫn nó vô mấy cái chỗ đó lỡ người ta khám xét cái này. Người ta thấy nó trong đó rồi người ta ghép vô cái tội nó con gái không đàng hoàng tội nghiệp đó con. Chứ nó có được đàng hoàng đâu mà má nói. Con nói vậy không được. Đây nè má nói con nghe nè. Con muốn cái gì con cứ dẫn về nhà. Ba má có cấm cản gì con đâu. Thôi. Dẫn về cái nhà này. Lỡ có cái chuyện gì á. Sau này nó biết nhà. Nó tới nó nằm dạ. Nó đòi này đòi nọ. Má chịu được không? Con nói chuyện nữa. Mày ngồi xuống đây mày nghe má nói. Má nói rồi con đâu có điếc. Thì mày ngồi xuống. Ngồi đây, nói đi. Đẻ ra nó đàng hoàng, nó lịch sự mà có hơi cướp giật của ai đâu mà giờ sao mà dây xiềng, dây xích gì đâu mà quá trời quá đất thì không biết. Trời ơi, cái này là cái mô đen ta, hip hop của ta, má hỏi chứ không biết gì. Sao tao thấy đeo cái đó nó nở chứ có hốt gì đâu mày ơi. Nè, má nói con nghe nè, con lớn rồi, không? Cũng phải tính chuyện lập gia đình với người ta. Không lẽ suốt ngày chỉ rong rong chơi chơi những đứa không ra gì rồi quanh năm suốt tháng vậy. Có ngày si đa chết à con à. À chết. Chết còn đỡ hơn là sống mà phải khổ. Trời đất ơi con nói gì đâu có được. Gia tài ba má chỉ có mình con à. Con có bề gì á. Rồi lấy ai nói giỏi tâm đường. Trời ơi. Nói giỏi tâm đường. Cái tâm đường này có gì đâu mà hay ho mà phải nói giỏi. Ha? Con nói vậy là không có được nha. Mẹ nói cho con nghe, lớn rồi phải lo có vợ có con rồi làm ăn với người ta. Thấy không? Đây nè, má nói cho con biết, ngày xưa đó bác hai của con bằng tuổi con là nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ. Thấy không? Tiền bạc xe cộ đầy đủ chứ đâu có rong rong như mày. Bởi vậy bằng tuổi của ba là ổng đi đai rồi. Trời ơi, ổng chết đó là bị gì ổng bị ham tiền. Ham tiền lo làm quá mới chết sớm. Rồi để tiền để của lại, để vợ để con lại. Vợ thì để cho người ta xài, còn con để cho người ta sai. Thì đâu phải má bắt ép con mà làm lụng cái gì đâu. Chúng bắt con gì? Nhưng má chỉ muốn con nó có một cái cuộc sống mà để cho nó ổn định. Có nghĩa là con có vợ có con ha. Đứa nào cũng được. Để ba má có được đứa cháu bồng ẩm cho nó vui nhà vui cửa như người ta. Như đó thôi hà. Vậy thì dễ, có gì đâu khó. Rồi má ngồi đó má chờ đi. Con chỉ cần đi một vòng thôi là 9 tháng 10 ngày sau má có 5-7 đứa mà. Bảy. Trời ơi, tao muốn đưa cháu nội chính thức kìa. Chứ tao đâu có muốn ba cái rơi rớt nó làm gì. Nội chính thức gì? Đưa ai về đây má cũng chê hết á. Chê này chê nọ. Ai đưa về đây má cũng không chịu. Đưa về má chê, má lắc đầu hoài. Nè, con hỏi thiệt má nha. Má có chơi thuốc lắc không? Bậy bạ nè. Cái gì vậy? Tao nói thiệt mày, cả đời tao chưa dùng viên thuốc cho đừng nói uống thuốc lắc. Dạ thiệt. Cả đời không dùng viên thuốc nào phải không? Bệnh hoạn cũng không dùng luôn á. Thiệt không? Ờ thì quá có á. Ngày xưa có nhưng mà dùng có một thứ thuốc nè. Thuốc ngừa. Sao mà con dẫn ai về má cũng chê, má lắc đầu hoài vậy má? Thì giờ má thấy không được thì má nói không được. Không được nha. Đó, con hỏi má nè. Má biết con Xuân, má biết con nhớ con Xuân không? Con Xuân mỏng á, con dẫn về đây má chê, má nói trời ơi con nhỏ này nó mỏng quá, không được, nó yếu tướng lắm. Là sao vậy má? Thì nè, má nói con nghe. Sao? Con gái con lứa gì đâu mà nó ốm yếu quá như vậy. Nó chết yểu đó con ơi. Chết yểu? Thì bây giờ mà nó mau chết vậy rồi mình mới kiếm vợ khác được chứ, lẽ cả đời sống với một người hoài hả? Chán chết.
Nhưng mà tao nói rồi, má nói không có được là không có được. Con gái gì mà trời ơi, tao nói người ngợm nó suông được thì gốm. Con cưới hay má cưới thì má lo. Thôi con ơi, má nói rồi, rước ba cái thứ nó về tốn thuốc lắm con ơi, không có được. Tốn thuốc là sao? Con gái con lứa gì mà trước sau như một à. Sao con không quan trọng, má quan trọng chuyện đó. Má nói con gì? Đừng buồn nghe. Thiệt cưới con nó về rồi á, nó nằm á, nó nằm, nó ngủ á, thiệt không biết nó nằm ngửa hay nó nằm sấp luôn. Con không biết nghe, con nói thiệt má đừng buồn nha. Không biết hồi đó nghe, bà nội không biết có chê má như vậy không. Chứ thế giờ sao? Thôi nghe mày. Má phê bình ta dữ nè. Thì phải chê thôi, chê. Bây giờ má nói vậy đó, con rước cái thứ yếu tướng là gì à? Muốn có một đứa con cũng khó khăn lắm con ơi. Thì con sẽ làm cho nó có. Thì nó dù mà nó có đi nữa đó, nó cũng èo uột lắm con ơi. Sắp bị cột vậy, con xuân rồi má chơi ốm, sợ chết yểu. Còn đây con đang á, ta mập mạp, ta sức khỏe vậy á. Vợ con thiệt bỏ đói 3 tháng cũng không sao, rồi má chơi nữa là sao. Trời ơi, má nói không có được là có, không có được mà. Không được con gái con lứa gì đâu, chưa chồng mà ăn uống không có kiêm cử gì hết. Người có tròn do như cái hộp vịt lộn mà. Nhìn như con cá bóng mú mà, thiệt ốm. Bây giờ là sao, giờ ý má nói sao? Tao nói thiệt với mày nha, bữa mày có thấy không, bữa sinh nhật tao luôn. Dạ. Trời ơi, nó đặt cái đầm vô. Tao nhìn tao còn hết hồn, mày nhìn cặp giò nó không là tao thèm nước mắm đường rồi. Giò mà tao thèm mắm đường. Má là sao má? Mày nhìn hai cái bắp chuối nó nhìn như hai cái trái sồi tượng thấy gốm nè. Dạ. Má nói con mới để ý, không những bắp chuối, con Trang nó bự thế. Bởi vì má nói không có được. Đây nè, con gái á mà cái tướng mà nó tròn do như vậy, thấy không, trắng nõn nà mà cái lưng tôm như vậy, sau này nó đẻ sai lắm, trời ơi, nuôi không có nổi đâu con ơi. Trời ơi, sao kỳ cục ghê vậy? Người ta ốm o tao ghê, má nói là đẻ không được cho má cháu. Rồi giờ người là đẻ nhiều má cũng không chịu, giờ ý má sao? Má lo nó cũng lo cho mày thôi chứ lo cho tao ha. Thôi vậy nè, giờ con Sương không chịu, con Trang không chịu, chỉ con Hạnh. Thôi mà má lại con. Sao lại con nữa? Con Hạnh mà cái con lùn mã tử đó, đầu đuôi có thước mốt mấy phân đó hả? 5 phân. Sao má? Sao ta thấy không có đứa nào coi được hết trơn. Trời ơi, người ta bây giờ nè, ốm cao không chịu, giờ mập mạp cũng không chịu, giờ thấp thấp vừa người cũng không chịu, giờ má nói sao? Giờ con Hạnh làm sao má nói con nghe đi, bị gì? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Trời ơi, con gái con lứa gì đâu mà cái tướng nó xấu, xấu mà xấu kinh hồn luôn. Xấu sao? Cái tướng gì mà cứ 10 giờ 10 biết thì làm sao sống? Mày đi ra đường mà mày nghĩ sao nó cứ chỉ như cái đồng hồ 10 giờ 10. Mày nói sao con hình dung 10 giờ 10. Mày mường tượng không ra phải không? Không ra. Mày nhìn cái cặp chân nó đi chưa? Sao? Một chân nó đá số 10 ha. Một chân nó đá bên này ha. Đó, nó đi nó vậy nè. Nó cứ vậy nè. Nghĩ sao con gái ra đường đi thấy gốm không? Công nhận giờ má rồi. Làm lại con mới thấy là vậy là má gọi là tướng 10 giờ 10 hả má? Ờ. Nhìn cái tướng nó coi không được con ơi. Bạn bè bộ bịch ta đứa nào không chê á. Biết giờ sao cho vừa làm má mà. Bây giờ này, có con Huệ. Con Huệ là con nào? Huệ khoe của. Vậy cái con nhỏ mà người mỏng mỏng mà cái bụng mà có dày mo đó ha. Dạ. Thôi mệt quá con, nó coi còn không được hơn á. Con không được sao, con không được. Nó nghĩ sao con không được. Mày nghĩ coi con gái con lứa gì mày đi ra đường mà cái ngực nó tắn không có vừa, phải đưa cái này vô nè, cái tấn công rồi cái mông nó phòng thủ như vậy nè, mày coi được không? Coi cái tướng là nó không ưa đâu. Trời sinh ta vậy mà sao? Không được con ơi, tao ghét cái thứ con gái mà đi ra đường mà cái ngực xé gió đi trước mà cái mông nó lả lướt theo sau, coi nó dị hổm. Ai cũng chê hết á. Trời đi, bạn bè bộ bịch ta về á, chê là chê ốm, rồi chê là mập, rồi giờ chê là dày nọ rồi tùm lum la hết á. Con hỏi má nè, bạn ấy, cái miệng người ta dày á, má cũng nói là không nên, yểu tướng. Rồi cái người người ta á, mỏng mỏng má cũng nói là ốm o nuôi không nổi. Rồi á, miệng mà rộng quá mới nói là tan quan cửa nhà, rồi này rồi nọ. Trời ơi, không biết sao mà nói chứ, vừa lòng má nữa nè. Trời ơi, má nói con nghe nè, ý là má muốn kiếm cho con á, một người vợ là phải trên trung bình, đại khái như là... Ừ, nó như má vậy nè, không? Là mắt nó phải long lanh đa tình nè, mũi nó phải cao thanh tú nè, miệng nó phải đẹp nè, cổ nó phải cao nè, ngực nó phải đầy nè, bụng nó phải thon nè. Thôi được rồi, má
con stop được à, má đừng có đi xa hơn nữa. Má ngừng đúng chỗ. À, ý của má là đại khái là phải giống má. Đúng không? Có một con nhỏ này, nó thương con lắm. Nó tên là con Hồng. Nó y chang như má vậy đó. Dễ thương lắm. Đó, cái người đó là người má muốn tìm cho con. Tại vì mẹ con tả sơ cho má coi nghe. Đúng đúng. Dốc dáng người ngộm nó y chang như má luôn. Cái mặt nó là cũng tươi vậy nè. Đó. Mắt lúc nào á cũng lẳng lơ á. À phải, cũng lãng mạn hết á. Còn á, sống mũi của nó mới biết không? Trời ơi, sống mũi y chang má là sống mũi sọc dưa. Vậy, sọc dưa là sao? Không, không phải, con biết con nói là dọc dọc dừa đó. Đó, đó. Đẹp lắm má. Còn cái miệng trời y chang má luôn, cái môi mỏng. Mỏng nè, con thố đó. Ngồi vậy mỏng vậy. Con nói là môi má mỏng hơn môi của ba. Cái gì? Ông kỳ cục lắm. Ba mày mẹ không biết hả? Ông có cái tính kỳ cục. Ông ở trên cao bao nhiêu đi nữa nghe người ta nói cái gì cũng không bao giờ nghe. Đụng tới cặp môi tự ái lên tiếng liền mà sao? Mày sẽ kỳ nha. Môi ba vậy thiệt hả mày? Đó, môi ba mày vậy còn môi tao mày nhìn đi. Nghĩ sao mày chê mỏng trời, tao sắc ra hai dĩa còn dư trên này nữa chứ không? Không mà đặc biệt mày biết không? Cái này là y chang má luôn nè. Cái miệng nó nói mà từ sáng tới chiều nó hoài không bao giờ biết mỏi. Con nói thiệt á. Con biết nhưng mà má nói nhiều với má có duyên chứ bộ, đúng không? Ừ, phải là cái đó qua được má. Vô duyên đâu nghe. Mày gỡ được cái này à. Nhưng mà thôi đừng nói tới cái miệng nữa. Dạ. Quan trọng là mấy cái phụ tùng khác nó làm sao. Ủa, phụ tùng y chang. Cái gì mà muốn nở là cho nở, cái nào muốn thắt là cho thắt vậy đó. Người má muốn tìm con dẫn nó lại đây liền đi con. Thôi. Nó sao mà, vậy? Nó mắc cỡ lắm. Nó mắc cỡ y chang như má vậy đó. Cỡ ngại lắm. Không sao đâu. Bây giờ con cứ dẫn nó tới đi. Ừ. Cái gì má chui vô buồn má trốn. Ê, má rình rình má coi. Hả? Ừ. Vậy nha. Ừ. Má nhớ má trốn rồi cho con điện thoại cho nó tới. Ừ. Má tôi tới đây má trốn giùm con nha. Má trốn liền. Má trốn liền. Má nó mắc cỡ lắm. Đi đi con. Điện thoại nó đi. Trốn đi. Từ từ nó qua má mới trốn. Trời ơi, mới ngồi đi. Giờ má trốn đi rồi con mới điện nó nói chuyện chứ. Nhưng mà con nhớ kêu nó qua liền nghe. Ừ. Qua liền đó. Trốn thì trốn con. Thôi thôi má đi liền. Ừ. Alo. Hồng nó hả cưng. Đang làm gì đó? Ủa? Gì? Nặng bụng hả? Nặng làm sao cho cái mặt á hố hàng rồi không đi. Hết đẹp đó nghe chưa? Anh không có thương nữa đâu á. Nặng mụn rồi, tính làm gì? Hả? Chạy nợ hả? À, chạy bộ. À, anh điện thoại bên anh nó mất sóng, nghe không có rõ. Rồi rồi, chạy bộ xong rồi, em làm gì nữa? Hả? Tắm rửa hả? Tắm mà, còn tắm được rồi. Chắc là lâu lắm ha. Thôi em khỏi chạy bộ chỉ cho nó mệt. Chạy thẳng qua nhà anh nè. Anh chờ em lâu lắm anh chịu không nổi nữa ha. Qua nhà anh nè. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhớ nghe chưa. Qua đây á. Mặc quần đàng hoàng á. Trời ơi không phải anh nói là em mặc quần áo cho đàng hoàng á. Chứ đừng mặc cái mini zip như bữa hổm nghe không. Ừ. Qua liền nghe. Ủa nó nói nó qua thì nhìn thấy con. Ủa? Nãy rừng con hả? Nó đâu rừng, nó đứng hồi nãy giờ đây. Tại mày quay mặt kia mày không thấy mày nói trong rừng. Trời ơi, nhà cũ gần ở đây nè. Má lên đi, má lên, má trốn đi. Cũ qua liền bây giờ đó. Nhớ nghe. Má nó chọn mắt coi chút. Thấy giống chào mà thấy coi à. Thật con. Anh. Không. Nhưng mà kêu nó gì trời. Ngồi đi. Trời ơi, sao? Sao mặc quần kia trời thì cái này là cái quần chứ là cái gì cái quần nhưng mà ngắn quá trời cái quần này là quần dài nhất của em rồi đó quần trời cái mặc quần đấy cái quần này dài nhất rồi dài lắm rồi đó hả không có đủ tâu mặc gì kỳ lắm có gì em về nha về chi ra chợ Bến Thành mua bộ dài mặc vô cho vừa lòng anh thôi mà thôi được rồi
ngồi xuống đây đi, có chuyện muốn nói nè. Ủa? Bắt tao mặc đồ dài, đồ kính mít thôi, bắt em đi chết mà xuống không? Thôi mà. Có chuyện gì? Ê. Gì? Sao có cái cục gì ngay lỗ mũi bự vậy trời? Ra nặng mụn quá. Tôi kêu tao đi qua cho nhanh nhanh gấp gấp. Chưa có nặng kịp mà thấy không? Về nha. Về chi nữa? Nặng mụn. Thôi. Quá. Về nặng mụn lâu lắm. Chỗ gì nữa lẹ lẹ đi. Bây giờ này có chuyện quan trọng với bạn với em. Chuyện gì? Về bạn về cái chuyện tương lai của hai đứa tụi mình. Trời ơi. Ôi, hai mình có tương lai đâu mà tính. Gì vậy? Cái chuyện em nháy nháy đâu rồi? Hả? Con nào chảnh phải không? Không có, hai mình hát. Cái cổ á, cổ sáng ngày xuân khó chịu quá. Bỏ chuyện quên rồi, hết rồi. Nè, anh tính gặp em để mà... Gì? Bạn bị duyên nợ hai đứa tụi mình. Có thể mình trở thành chồng vợ nữa. Trời ơi. Ông ơi, hả? Điên rồi hả? Hai đứa không về không ngỏng, lấy nhau rồi đi bóc kiếp ăn. Gì nữa vậy? Gì có ai chọn không? Không à, không. Nói chuyện nghe cũng nhìn đâu mà nháy nháy đá lồng nghe hoài vậy? Không phải, tại vì anh hồi sáng giờ không hiểu sao mắt trái giật qua nè. Trời ơi, mắt trái anh giật phải không? Ngon rồi đó. Mắt trái anh giật có nghĩa mắt phải anh sắp bị bầm á. Ôi, bậy bạ quá, kỳ cục quá. Cái gì? Anh muốn là kêu qua hôm nay. Làm cái gì? Nó hoài nãy giờ. Để cho má con mắt em. Trời ơi, mắt rồi đó. Ê, chi mắt này nó vượt quầy rồi. Để mà được á, má cưới vợ luôn. Thôi đi em ơi, má bị gì á. Em nghe nói má anh bà khó mà bà giữ như con quỷ. Không. Ai mà lọt vô nhà anh làm dâu hả? Chẳng khác nào lọt vô chỗ chết. Không, cái đó là với ai. Chứ trường hợp nhà anh là đặc biệt lắm. Anh bị, anh là con một, má anh thương lắm. Cho nên má muốn chọn người kỹ lưỡng á. Kỹ lưỡng hả? Ừ. Cưới vợ cho anh hay là cưới vợ cho má anh mà chọn kỹ lưỡng? Mà bà làm gì khác nào bà thương thân bà, không có thương anh, hiểu không? Thì thương ai cũng được, miễn chịu là được rồi. Thôi chịu. Nó nghe nè, bây giờ cho má gặp mặt em ha. Gì? Nặng coi được thì cưới luôn. Sao cứ rớt điện thoại hoài á? Nói cái cưới là tôi chịu không được. Thôi nè, lỡ má anh chịu mà em không chịu thì sao? Bởi vậy, cái đó mà là nỗi khổ tâm của anh. Khổ ghê. Đưa về cái chục đứa đó. Gì? Không, không phải. Trước tôi là đưa bao nhiêu người về đây rồi? Không phải, anh ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh về đến giải bài cho em biết nè. Trước đây thì anh cũng có dẫn nhiều người giới thiệu. Nhưng mà chỉ có lần này á, anh nói má anh á, anh nói là lần này là em là khác. Trường hợp của em á là, biết sao, anh biết chắc là má sẽ chịu. Em giống má lắm. Đẹp, dễ thương, y chang như má vậy đó. Tôi đang nghĩ là má chịu. Má đẹp ngang em. Không. Không nghĩ là em cũng đẹp ngang ngửa má luôn hả? Ừ, đúng rồi đó. Có điều kiện gì đó. Ừ. Không có điều kiện gì nữa. Điều kiện gì? Khi mà em làm vợ anh rồi. Cái gì cũng được hết á. Anh hứa là anh phải coi em bằng má nha. Ừ. Có nghĩ lúc nào cũng phải kêu bằng má. Được không? Được về á. Kêu bằng má cũng được. Được. Ngứa nha. Ngứa đó. Nghe nè. Ừ. Sao nãy điện thoại không nói luôn. Để ta gom đồ, ta quay cái một qua đây đi. Nó công về bển thì đem đồ qua không. Em ghét lắm. Mà nói trước nha. Ừ. Dồn vậy. Sao? Nếu mà chịu là làm rụp rụp đi ha. Ừ. Em không thích làm cô dâu. Em thích làm cô dâu. Thích làm đám cưới nó rườm rà quá đi. Ui. Không, đời em đơn giản vậy nên cái rụp thích là làm cái rụp. Mà em nói nha, nào giờ yêu nhiều lắm á mà chưa ai mở lời đám cưới với em đâu. Mà ta nói câu á, cưới chồng phải cưới liền tay chứ để lâu ngày con khát nó hốt đi, nghe được rồi đó. Ok, em chọn anh. Mà nói trước nha, sống mà hợp là sống luôn tới già, mà không hợp 7-31 ngày là bái ba cho lấy thằng khác thôi nghe không? Ừ. Về nha không? Ừ. Về qua bển gom đồ qua đây ở liền nha không? Ừ, phải. Gì? Giờ về nè, em về đi ha. Rồi cái tối rồi mình gặp bạn chuyện này tiếp. Tiếp ha? Ừ. Bây giờ cô anh nói chuyện với má anh coi,
má chịu em chưa không? Cho anh biết liền hay không? Bây giờ này em đi về ha. Trong cái anh mà nãy giờ phát má anh biết rồi. Má anh hả? Không có, không có. Chắc má anh sẽ chịu mà. Rồi tối cho mình gặp nhau mình trả lời cái vụ này nha. Nghe xong gom đồ ở đây ở luôn làm dâu luôn ha. Ừ nha. Tối nha. Hẹn chỗ cũ. Cái gì? Biết nha. Biết à? Trời. Không có cái khổ bị nữa. Đúng hả? Ừ. Ra. Ừ, hết. Trời nhá. Về đi. Khi con cũng hiểu làm ba con, ông thương con, ông muốn lo cho con được đàng hoàng nên người nên ông mới khó vậy thôi. Chứ cha nào mà đi dữ dằn vậy đâu nè. Nhưng mà thôi, để má nói chuyện với ba đi cho thoải mái đi. Con đứng nép bên trong đi. Không sao được đâu. Vậy mày yên tâm đi, mày núp đó mày chờ coi má mày ra tay. Dạ, vậy đi ha. Đi đi. Dạ. Tội nghiệp nhỏ, vậy mà sợ ông hết sức. Bởi, ông à. Ông à, trời, kêu vậy không bao giờ xuất hiện, mà một phát là chạy xuống tới đây liền, môi dài, đó, xuất hiện liền tay, hả? Xuống đây, làm gì cái miệng mà cứ bài hải kêu tôi hoài vậy hả, làm gì cũng yên với bà nè. Ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho ông nghe. Nói tôi bàn cái chuyện là cái chuyện của thằng con mình đó. Ừ, sao? Tôi đã tìm được cho nó một đứa con dâu tuyệt vời. Thiệt không? Khỏi cần nói. Nó làm sao? Tôi nói ông nghe, nó đẹp người đẹp đó. Ngày xưa ông lấy tôi sao thì con này nó như vậy. Trời ơi. Sao tháo mồ hôi vậy? Còn đường đứa giống bà nữa hả? Còn mừng quá phải không? Trời ơi, cái môi ông càng dày ra là tôi biết ông càng mừng. Khó tìm những người như tôi lắm. Mà ăn nói bà nói chuyện mà có thấy mâu thuẫn không? Sao? Giống bà mà bà dùng cái chữ đẹp hả? Mà phải dùng cái chữ nó ngồ ngộ chứ. Trời đất ơi. Ngồ ngộ là được rồi. Nhan sắc y như bà vậy hả? Nhan sắc như tôi. Thôi kệ đi, kiếp trước nó phá chùa ráng nó chịu đi. Còn tính tình nó làm sao? Thì hệt luôn. Ta nói hiền dịu nết na thùy mỹ đang trang. Coi như nó vô một ề cho y tôi vậy đó. Tính tình nguy trang á. Mừng nữa nè. Trời ơi, thằng này nó phá chùa mà còn quýnh thầy tu chị trang như bà luôn rồi á. Ừ. Sao ông thấy sao bây giờ quyết định là phải đi cưới cho nó? Được rồi, để tôi làm việc với bà. Sao thì bây giờ tôi quyết định rồi đó. Tôi quyết định là cưới con nhỏ đó về cho nó. Bị con nhỏ đó nó giống tôi, đơn giản là chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. À, cha làm mẹ thì ai mà không thương con, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải thương làm sao cho con mình nó có một cái tương lai là sáng lạng, cái gia đình là hạnh phúc. Đó. Bởi vì nó thương đâu, nó ưng đâu là tôi gả đó. Ông nói câu này đúng nè. Nhưng mà mình phải xem xét cho kỹ nha. À.
biết tại sao không? Sao? Bởi vì cuộc đời tôi đã từng giẫm phân một lần rồi thì tôi phải biết nó thúi, đúng không? Bởi vì con nhỏ nào mà giống hệt như bà là dẹp. Đời của tôi thà chết dinh còn hơn sống nhục, hiểu chưa? Giống hệt như bà là dẹp. Cô Năm ơi, cô Tâm à, cô Năm Tâm. Ai đó? Ba Chân nè, anh Ba Chân nè. Ờ, cứ vào đi, em đang tắm lỡ. Ý, đang tắm mà kêu mình cứ vào. Nghe sẽ có lý vậy ta, ngu sao không vào. Kìa, anh Ba Chân mà em lại tưởng ai? Trời ơi, giọng của tôi mà cô không nhận là sao cô Năm? Không phải, anh biết không, em đang lỡ tắm heo. Có con heo nọc nó kêu lớn quá mà em nghe tiếng anh kêu ơi ơi, em lại tưởng tiếng heo kêu. Trời ơi, cô tưởng tượng gì mà ác ôn vậy cô Năm? Thôi bỏ đi, mời anh vào nhà chơi. Ấy, mời anh ngồi chơi. Dạ, cảm ơn cô Năm. Cái anh Tư gì đó mà thường ngày hay đi với anh đấy, hôm nay sao không thấy tới nhỉ? À, cô Năm muốn nói anh Tư Rộm đó phải không? Phải rồi. Trời đất ơi, tôi đang trốn thằng Chả đây nè. Sao thế? Lần nào tới đây gặp cô Năm, thằng Chả cứ rề rề bên cạnh. Trời ơi, có muốn gặp cô Năm sao không hiên ngang tới một mình như tôi đi nè. Sao anh lại nói như thế? Em nghĩ là có thêm một người bạn nữa thì là một điều tốt chứ có sao đâu. Tốt đâu tôi không có thấy, tôi chỉ thấy toàn là phiền không à. Trời sắp mưa rồi. Cô Năm có biết không, nhiều khi tôi muốn tới đây gặp riêng cô Năm mà thằng Chả cứ rề rề bên cạnh như là kỳ đà cản mũi vậy đó, thì làm sao tôi nói cho được. Tại sao anh lại nói anh Tư như thế chứ? Con người của anh Tư em thấy là anh rất là hiền lành, nhưng mà chỉ phải mỗi một tội là anh ấy nhút nhát quá. Ồ mà thôi, anh ngồi chơi nhá, để em đi ra đằng sau rót cốc nước. À thôi cô Năm ơi, tôi mới nuốt nước miếng xong rồi. Cái gì? À không, tôi mới uống nước miếng ngoài kia xong. Cô khỏi có rót, tôi không có khát, không có uống đâu. Không, em rót cho em. Tới nhà mà tìm không thấy là chém chết con Chả cùng trong đi. Chết rồi, con Chả là mò tới đây nữa rồi. Ha, anh Ba, ha, chui đi mô rửa. Trời ơi, tôi nói tìm anh muốn chết luôn á. Tìm tôi làm chi? Nhờ anh lâu quá không gặp, nhờ cái mặt tròn của anh đi tới thăm anh chơi chơi. Cảm ơn, tôi chưa có chết đâu. Biết, cái nợ tôi biết rồi. Tại vì anh chết là anh nằm ở nhà cho anh qua đây chứ ngồi chơi. Thiệt là bất minh, đi đâu cũng gặp hết trơn cái tội. Ê, kìa anh Tư, mới nhắc là đã tới rồi. Dạ. Thử ngày mai coi khỏi nhắc coi. Thằng Chả không có mặt như thường à. Bởi rồi người ta mới nói hữu duyên thiên lý năng tướng ngộ. Duyên đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy toàn là nợ không à. Hai anh mà cho em xin đi, hai anh đều có lý hết á. Anh biết tại sao không? Sai của nàng gắng. Thì tại vì là một là duyên, hai là nợ, ba là tình. Nó đưa đầy chúng mình phải lui tới thăm nó. Cùng vì duyên, cùng vì nợ, cùng vì tình. Nó ràng buộc chúng mình phải gắn bó bên nhau.